Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm mô hình WW gồm có mô hình WW Playwatch Elite 85 và mô hình WW Ray Mysterio Elite Subbase 2022. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WW Playwatch Elite 85. Mô hình WW Playwatch Elite 85 gồm có mô hình Playwatch với trang phục được thiết kế cố định, một nhân vật con rối Huskus The Big Boy và bốn bàn tay rời cho các bạn. Và đây là tem WW cho các bạn. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WW Superstar Playwatch cho các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Playwatch đây các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Playwatch đây các bạn. Ngoài Playwatch thì dòng WWE Elite 85 chúng ta còn có các mô hình sau: Karrion Kross, Liv Morgan, Becky Lynch, Undertaker và Aleister Black. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Rey Mysterio Elite Topics 2022. Mô hình WWE Rey Mysterio Elite Topics 2022 gồm có mô hình Rey Mysterio với mặt nạ được thiết kế cố định, hai băng bắp tay rời, hai băng cổ tay rời, một áo và hai bàn tay rời. Hai bàn tay rời của Rey Mysterio được thiết kế với kiểu dáng găng tay cho các bạn. Và đây là tem WWE cho các bạn. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Rey Mysterio đây các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Rey Mysterio đây các bạn.
Kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Rey Mysterio cho các bạn. Ngoài Rey Mysterio thì dòng WWE Elite Topics 2022 chúng ta còn có các mô hình sau: Drew McIntyre, John Cena và Roman Reigns. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về hai sản phẩm mô hình WWE, gồm có mô hình WWE Reigns Elite 85 và mô hình WWE Rey Mysterio Elite Topics 2022. Mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.